เฮ้ยเจ๊เจ๊ดึงเข้าไปหึ่งแสงไหมแกงโต๊ะเท่เนี่ยหึเจ๊นอเจ๊นอเจ๊นอเจ๊ได้ได้เสื้อใส่มือเป็นไงใส่มือคนในกระมือโตลับโตเลยก้มมือดังเสาไก่ดังเสาไก่ไปไปไปสร้างสร้างสร้างรูดเลยไปตัวดึงได้หึ่งออกสางเฮ้ยเจ๊เจ๊ดึงเข้าไปหึ่งออกสางไหมแกงโต๊ะเท่เนี่ยหึเจ๊นอเจ๊นอเจ๊นอเจ๊เจอโต๊ะแล้วตอนไหนเจอโต๊ะแล้วอะไรอ่ะเจ๊เลี้ยงเถาะไงลูกเมาคงหนุกใหญ่ลำกูเห็นว่าแวกอะไรก่อนตรงกับลงให้มัดเกี้ยงเฮ้ยเจลี่ตกก็หวานชิมว่าโจ้ยังเกี่ยวนกแควนจังเลยเอาหนุ่มแควนเลยแควนก่อนแบบยังเกี่ยวเลยก็เรียนแบบวันเดย์จุดที่ชมอยู่ด้วยก้อนนี้คงเหมือนก้อนมือคงเหมือนก้อนมือก้อนมือโตลำบุกโตอ่ะก้อนมือสองโลจ้ะน้องเงยตาสองโลจ้ะน้องหายตาตันห้าบาทตังเลยห้าบาทไม่เต็นเกียวในก็ดัง2เต็นตรงในของดีมัง3คนดีคงเฮ็ดแหวนเด้อกูมองบ่ได้เขาแก่สิอยู่ได้นี่มาก้อนมือได้2โลจ้ะ2โล3ถังเลย3ถังอ่ะ3ถังเลยนี่เงยเด้อ2มั้ยเอ้าคงไม่ได้เห็นมันไปได้เลยมาเวเด้อไว้หญ้าชิมหญ้าเด้อชิมหญ้าแล้วkhông tật nó có gì không xoay nóc cái kia gì cả. Chẳng qua vừa rơi lồng mà rơi lồng xong. Thực ra là anh nuôi quen nó quen mình rơi cũng không ảnh hưởng. Em đi toàn cho nhờ anh em treo như em toàn treo toàn bị rơi lồng. Tại vì cái lồng em lồng đẻo lồng chỡ mà. Thế không bán à? Đây nhiều anh em hỏi mua mồi có mà. Kiếm mồi tầm này khó lắm. Vì là kiếm được con mồi ưng ý khó. Những con mồi thực ra nha, bất cứ kể cả bản thân mình thế thôi, những con mồi ưng ý không muốn bán. Đúng không? Được theo mình suốt rồi. Đúng rồi. Dần dã. Con này đi suốt, vừa rồi em được nghỉ từ hôm mùng 1 đến bây giờ, ngày hôm qua đến hôm nay em mới không cho đi mồi. Bọn em đi từ sáng đến tối rồi. Cho một mình con này đi rồi. Vâng. Bẫy được nhiều không anh? Có hôm thì hôm nào được nhiều thì 4 con. Chính ở đây nhiều chim ạ. Em đi bẫy. Đây. Không bẫy đây. Không vậy được. Trong này em chẳng ai em vậy. Đấy là con gì đấy? Chà màu xanh. Đây à? Đấu ngang lắm. Anh bây đâu được chà màu xanh đấy? Nó ở Vân Tiến. Vân Tiến có chà màu xanh á? Có. Mùa này nó về mà. Anh em được con chà màu xanh rồi. Giọng hay không anh? Nó chà màu xanh nó hot kiểu ấy mà. Nó khác chà màu nhiều. Lại về một đống rồi. Để hết cho người bận. Con mơ xảo nhưng không thấy đâu, chờ ngồi lúc nữa xem. Về tận đây. Ngay sau lưng. Không kia là chim ở đây nhiều chim thôi nhỉ. Em thả đây cối, tại vì đi đến con không hay nó bị thả hết rồi. Em thả đây nhiều. Đấy khi bẫy đây rồi. Con nào mà sập nó bị ấy mặt em thấy nó bị kiểu mình về thả vào rồi không chơi mặt à?